thưa quý vị khán giả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội. Những ngày này, cùng cả nước, cán bộ, đảng viên và người dân Tây Ninh, trong đó có lực lượng công an, đang hướng về đại hội với niềm tin và những định hướng chủ trương quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Với yêu cầu bảo đảm an ninh là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, chủ động phòng ngừa là chính. Công tác đảm bảo an ninh an toàn không chỉ ở nơi diễn ra đại hội mà phải triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, tuyệt đối không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đại hội. Do đó, Ban Giám đốc Công an Tây Ninh quán triệt những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cho lực lượng công an toàn tỉnh phải thực hiện để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn đại hội 13 của Đảng. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo công an các đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, một mặt là quán triệt cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa quan trọng của các sự kiện chính trị để từ đó xác định trách nhiệm của người công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, bảo vệ các sự kiện chính trị. Đồng thời phải triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao nhất cái kế hoạch để tổng thể bảo vệ đại hội Đảng các cấp, bảo vệ đại hội Đảng lần thứ 13, kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng, bảo vệ Tết Nguyên Đán, thì trong đó là tập trung tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm vi phạm pháp luật mà thường thì diễn ra trong những dịp cuối năm như là trộm, cướp, buôn lậu, cờ bạc, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm, và tập trung chỉ đạo để kéo giảm cái tai nạn giao thông. Từ đó sẽ góp phần cùng với các ban ngành đoàn thể trong tỉnh để bảo vệ an toàn các cái đại hội Đảng lần thứ 13 và sau đó là bảo vệ an toàn cái Tết Nguyên Đán, từ đó và đến tiếp theo là bảo vệ cái bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp. Có thể thấy từ thời điểm này, lực lượng công an Tây Ninh bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn ở địa phương. Mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Ngay sau chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung rà soát quản lý chặt các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, chủ động ngăn chặn, đấu tranh, không để tội phạm hoạt động, có cơ hội phạm tội. Quán triệt thực hiện tốt công tác, các mặt công tác, nắm tình hình chắc địa bàn, lĩnh vực, đối tượng để phối hợp quản lý chặt chẽ, phòng ngừa, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kịp thời kiên quyết xử lý các loại tội phạm liên quan để đảm bảo tốt nhất cái an ninh trật tự. Thứ hai là phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị huyện, thị xã, thành phố nắm chặt cái địa bàn để tổ chức tuần tra đêm, kịp thời phát hiện, xử lý các băng nhóm tụ tập đêm khuya gây mất ổn định an ninh trật tự, gây rối. Thứ ba thì tổ chức ứng trực nghiêm túc, chủ động trong mọi tình huống, sẵn sàng huy động để thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội Đảng. Qua thực hiện 9 đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, kiên quyết xử lý hoạt động tín dụng đen, mua bán vũ khí, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới. Trong năm, Công an Tây Ninh đã bắt 380 vụ, 1.118 đối tượng, thu giữ 194 kg ma túy các loại, chủ yếu ma túy tổng hợp, ma túy đá. Trong đó có vụ phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh, cục C02 bắt một vụ trên 100 kg. Tội phạm trật tự xã hội được kéo giảm gần 4,5% so cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững ổn định và có chuyển biến tích cực. Tội phạm được kiềm chế, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, gây bức xúc dư luận xã hội. Trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi lem, phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, nhà nước, gây chia rẽ Đảng với nhân dân. Do đó, lực lượng Công an Tây Ninh đã chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, tình hình an ninh chính trị, an ninh mạng, an ninh xã hội. Phòng nghiệp vụ an ninh chính trị nội bộ
cũng tập trung để mà rà soát thực hiện cái nhiệm vụ của mình, trong đó cái tập trung là vấn đề an ninh mạng. Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng đã có một số trường hợp do nắm thông tin không đúng sự thật đưa lên mạng gây mất an ninh trật tự, nói xấu đảng nhà nước, đả kích cán bộ, chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện nay vấn đề đặt ra là phải tập trung triệt xóa những trường hợp mà vi phạm pháp luật, nếu chưa đủ yếu tố truy tố thì cũng phải xử lý vi phạm về mặt hành chính, nếu đủ yếu tố xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm về mặt hình sự. Mọi vấn đề cần phải lưu ý việc thực hiện của người dân trong vấn đề sử dụng mạng hiện nay, chúng ta cần phải lưu ý để suy nghĩ trước khi chuyển thông tin đó, chia sẻ thông tin đó, cung cấp thông tin, hoặc chưa hiểu chưa rõ thì chúng ta không được phép, mà phải xem lại vấn đề đó có gây tác hại ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hay không. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi chặt chẽ và phải có cái phối hợp giữa các đơn vị trong cái việc là làm việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có luật an ninh mạng và nghị định 15 của chính phủ năm 2020. Cũng thông qua cái mạng thông tin truyền thông người dân được nắm bắt thì cũng rất mong được sự phối hợp, sự chia sẻ của người dân để cung cấp hỗ trợ cho lực lượng an ninh chính trị nội bộ cũng như các lực lượng công an, các đơn vị khác, để mà tinh thần là phải là loại bỏ những cái thông tin xấu độc, những thông tin sai sự thật, những thông tin ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm bảo vệ tốt nhất đại hội đảng 13 sắp tới. Song song đó, công an Tây Ninh đã triển khai nhiều đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông. Việc đảm bảo an toàn giao thông được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh chú trọng. Qua đó, tăng cường triển khai các tổ tuần tra thường xuyên, đặc biệt trên các tuyến đường, cửa ngõ thành phố, xử lý phương tiện vi phạm luật giao thông. Nhờ đó, tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm mạnh cả 3 tiêu chí trong nhiều năm liền. Trong đợt kiểm tra công tác quản lý và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại Công an tỉnh Tây Ninh, Đại tá Lê Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội ghi nhận, biểu dương Công an tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt giai đoạn 2 của kế hoạch số 105 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong thời gian tới, Đại tá Lê Minh Hiếu yêu cầu các đơn vị chức năng của Công an tỉnh cần nắm chắc hơn nữa tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc về sử dụng mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán sắp đến. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh mở một cái đợt cao điểm để tuyên truyền vận động người dân giao nộp cái vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gắn với việc tuyên truyền Nghị định 137 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, làm sao là chúng ta tổ chức đến tận người dân để mọi người dân biết đây là một trong những cái việc làm là nó nguy hiểm cho xã hội, mà tự giác đến cơ quan công an hoặc là chính quyền địa phương để giao nộp. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành cái quy trình về giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo quy trình này và theo quy định pháp luật thì mọi người dân hiện đang quản lý và tàng trữ cái vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà tự nguyện đến Ủy ban Nhân dân cấp xã để giao nộp thì không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các cái trường hợp mà cố tình tàng trữ để sử dụng gây mất an ninh trật tự, khi chính quyền địa phương, lực lượng công an phát hiện bắt giữ thì phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chính sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an Tây Ninh từ tháng 3 năm 2020 đến nay đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 32 vụ, 146 đối tượng có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 2 vũ khí quân dụng, 35 loại súng khác, 100 bình khí CO2, 500 bình xịt hơi cay, 178 viên đạn các loại, hơn 1.300 cây dao, kiếm các loại, 220 gậy ba khúc,
82 áo giáp, roi điện, 5 đám sắt, chai bơm xăng và một số tang vật có liên quan. Kết quả xử lý: khởi tố 12 vụ, 86 đối tượng, xử phạt hành chính 11 vụ, 31 đối tượng, số tiền 195 triệu 500 nghìn đồng. Thưa quý vị, có thể thấy Công an Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý sớm các vấn đề an ninh nổi lên ngay từ địa bàn cơ sở. Cho đến thời điểm hiện nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định. Lực lượng Công an Tây Ninh đang nỗ lực đảm bảo giữ vững tình hình đến ngày Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra và dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Và quý vị khán giả xem đài thân mến, chương mục tiến tới Đại hội Đảng kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.